Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Cháo Phận Đổi Tình đến từ tác giả Chambubi. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Vân là một cô sinh viên vô cùng xinh đẹp, lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Ngay từ khi còn nhỏ thì Vân đã không hề nhận được tình yêu thương từ người mẹ ruột của mình. Lớn lên, rồi thì biến cố liên tiếp ập đến với gia đình của cô. Trong số đó thì phải kể đến sự việc bà của Vân bị bệnh nặng. Và rồi thì chính điều đó đã khiến cho Vân bất đắc dĩ bán đi lần đầu tiên của mình để có tiền chữa bệnh cho bà. Tuy nhiên dường như số tiền đó lại bị mẹ cô sử dụng không hề đúng mục đích. Và cũng ở tập truyện này thì người mẹ của Vân sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều thú vị, sẽ tiết lộ cho chúng ta hiểu phần nào lý do vì sao bà ấy lại không hề dành tình yêu thương cho Vân như vậy. Và cũng chính ở tập truyện này thì tác giả sẽ phần nào đó hé mở thêm cho chúng ta về rất nhiều điều bí mật còn chưa được hé lộ ở trong bộ truyện ngày hôm nay. Và anh Sa tin chắc là với tập truyện này thì chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là khác, sẽ khiến cho câu chuyện của chúng ta có một hướng đi rất là mới. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào trong tập truyện này cả. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến có tên gọi là Dâu Trưởng. Phải nói là đã rất lâu rồi thì Phạm Hoàng Yến mới quay trở lại với những khán thính giả yêu truyện bằng một bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội thực tế mà anh Sa có cảm nhận là sẽ không khiến cho quý vị và các bạn thất vọng đâu. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngày hôm nay là một ngày cuối cùng của năm cũ rồi, và có lẽ là vào giờ khắc này thì anh Sa cũng xin thay mặt cho ekip Chỉ Sầu gửi một lời chúc đến tất cả những khán thính giả thân thương đã đồng hành cùng với anh Sa và ekip trong suốt cả một năm vừa qua và từ nhiều năm về trước nữa. Hy vọng rằng là chúng ta vẫn có thể đồng hành cùng với nhau ở chặng đường sắp tới. Anh Sa và ekip sẽ cố gắng tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Và ở trong giờ phút thiêng liêng và ấm áp như thế này thì có lẽ là anh Sa cầu mong cho tất cả những khán thính giả của Chỉ Sầu trong nước cũng như là ở hải ngoại, chúng ta có một ngày cuối năm thật là hạnh phúc đầm ấm bên gia đình. Chúc mọi người có một giây phút thật là hạnh phúc cũng như là những giờ phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Cháo Phận Đổi Tình, tác giả Chambubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Quân cất bó hoa vào chiếc ghế sau của ô tô. Nhìn cái cách mà anh ta cầm bó hoa có vẻ rất nâng niu, dường như người đó rất quan trọng với anh. Sau đó, anh lái xe đưa tôi đến một quán rượu. Vừa bước vào, anh trực tiếp dẫn tôi đến một gian phòng sang trọng. Cửa vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy khá nhiều người ngồi xung quanh căn phòng. Mọi người bắt đầu chào hỏi Quân. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, toàn là những người rất trẻ. Một người trong đó nói: Thế cậu lại đổi khẩu vị rồi sao? Nhưng mà cô gái này cứ quen quen ấy. Quân trừng mắt liếc anh kia một cái khiến anh ta lập tức im miệng. Ngay sau đó, Quân kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế trống gần đó. Nhìn cái cách mọi người nói chuyện thì tôi nghĩ là họ rất thân. Sau đó thì tôi thấy Quân vẻ mặt có hơi buồn buồn. Anh uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Nhìn chai rượu gần cạn, tôi sợ anh ta uống say sẽ không lái xe được nên giữ tay ngăn lại. Quân, anh uống hơi nhiều rồi đấy. Buông tay. Quân lạnh lùng ra lệnh cho tôi. Người đàn ông ngồi bên cạnh Quân thấy như vậy cũng lên tiếng. Quân, cô ấy đã mất cách đây 5 năm rồi. Cậu cũng đừng nên như vậy nữa. Quân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, khóe môi khẽ run run, đôi mắt hiện rõ tia máu đỏ, gắt gao gằn giọng. Mẹ kiếp, cậu vừa nói gì đấy? Cô ấy đã mất rồi. Tại sao cứ chuẩn bị đến ngày giỗ của cô ấy cậu lại như vậy? Hãy chấp nhận sự thật đi. Lúc này thì tôi hiểu rằng
Bó hoa vừa nãy là dành cho ai? Có phải đó là cô gái tên Diệp mà anh đã từng nhắc đến? Nếu đúng là như vậy thì xem ra anh rất yêu người con gái đó. 5 năm, thế mà vẫn chưa quên được thì đâu phải là đơn giản. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì bất ngờ tiếng vang lớn của chai rượu rơi xuống sàn nhà. Là do chính tay Quân đã đập xuống. Tôi không tin. Tôi không muốn tin. Tôi liếc mắt nhìn Quân, dường như là anh đang mất kiểm soát. Tôi lấy hết can đảm rồi nói. Quân à, anh có biết là anh làm như vậy là hèn nhát lắm không? Hèn nhát? Quân nhíu mày hỏi lại. Đúng như thế. Trốn tránh sự thật không phải là cách người đàn ông bản lĩnh hay làm đâu. Cô biết cái gì mà nói? Tôi không biết. Nhưng mà nhìn anh lúc này khiến người khác vô cùng chán ghét. Anh tỉnh táo lại đi. Tự cô nghĩ rằng tôi coi trọng cô lắm sao? Tôi nói cho cô biết, cô cũng giống như mấy người phụ nữ khác thôi. Tôi hứng thì lên giường, không thì thôi. Tôi nghe xong sững sờ nhìn Quân. Ánh mắt của anh ta tràn ngập sự khinh thường, chán ghét khi nhìn tôi. Trước đây tôi đã từng bị đánh ghen, từng bị sàm sỡ. Thế nhưng mà so với điều ấy thì bị Quân nói thẳng mặt thế này vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ức quá, tôi đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài. Một phút cũng không muốn quay đầu nhìn lại. Bước ra khỏi cửa quán, tôi ngồi phịch xuống một chỗ. Tôi bỗng dừng tự cười chính mình. Ước mơ về một công việc ổn định, một người chồng yêu thương và một gia đình hạnh phúc có phải là điều quá xa vời không? Thực ra thì tôi cũng không lấy làm lạ gì với thái độ của Quân vừa nãy. Anh ta đối xử với tôi tệ hơn nữa, cũng không trách được. Tất cả cũng là do tôi lựa chọn. Nhưng mà có điều lòng tôi vẫn cảm thấy tủi thân kiểu gì ấy. Tôi ngồi đó, không biết qua bao lâu rồi mới nhớ đến việc bắt một chiếc xe ôm trở về nhà. Vừa nhìn thấy tôi thì cái Hoa đã hỏi. Tao cứ tưởng là mày không đi làm chứ. Tôi cố gắng gượng gạo nở ra nụ cười rồi đáp. Ừ, không phải đi làm. Thế sao mà giờ này mới về vậy? Thì đi hóng gió một tí thôi. Thế mày có gì ăn không? Cho tao ăn với. À, tao đang nấu mì tôm trứng đây. Đợi tí nhá. Ừ. Thế rồi hai đứa ngồi ăn mì tôm. Cái Hoa thì cứ hỏi đi hỏi lại tôi có chuyện gì à. Nhưng mà thôi, chuyện thì cũng không đẹp đẽ gì, vậy nên tôi đã không kể. Đêm đó không hiểu vì sao tôi nằm mãi vẫn chưa ngủ được. Những câu nói mỉa mai của anh ta cứ văng vẳng bên tai tôi. Và tôi cũng không lý giải được cảm xúc hiện tại của mình. Thế nhưng mà tâm trạng lúc này nó cứ giống như con chim đứng ở trên cành cây cong. Tôi không biết là mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng giờ đây tôi không muốn gặp lại Quân một chút nào cả. Tôi muốn quay trở lại cuộc sống bình thường trước kia. Nghèo khó một tí cũng được, nhưng mà được sống theo ý của mình. Cuối cùng thì ức quá, tôi mở phần tin nhắn, nhắn cho Quân một tin dài, nói hết suy nghĩ trong lòng của mình, rồi sau đó chặn số của anh ta. Những ngày tiếp theo, thời gian trôi qua nhanh tựa như một cơn gió. Những ngày này, tôi và Quân không hề liên lạc với nhau, và càng không có chuyện gặp gỡ. Tôi cũng mới tìm được một nhà hàng. Bà chủ ở đây khá tốt bụng, nên có thể ưu tiên chúng tôi làm việc theo tiếng. Làm ngày nào, trả tiền ngày đó. Bởi vậy mà tôi có thêm cơ hội kiếm tiền khác. Ngày hôm đó là chủ nhật, tôi thức dậy từ 6 giờ sáng, mang tâm trạng vui vẻ đến nhà hàng để làm việc. Được cái là tôi học về quản trị kinh doanh, thế nên bà chủ cũng quý tôi lắm. Thi thoảng thì lại nhờ tôi góp ý một số thứ. Như thường lệ, tôi đến bưng bê cho đến gần lúc nghỉ trưa, thì bất ngờ tôi nhìn thấy Quân cùng với vợ sắp cưới của anh ta đang từ ngoài cửa tiến vào. Theo bản năng, tôi giật mình muốn né tránh. Cho đến lúc đành quay đầu tìm cớ làm việc khác, thì lúc này bà chủ lên tiếng. Vân ơi, khách ở trong phòng VIP 1 đã đến. Em mang đồ vào cho khách nhé. Dạ vâng ạ. Tôi miễn cưỡng gật đầu đáp. Và quả nhiên đúng như tôi suy nghĩ, khách ở bàn đó chính là Quân và vợ tương lai. Khi cánh cửa phòng mở ra, tôi giống như con cá mắc cạn. Cuối cùng thì phải lấy hết can đảm, tỏ ra bình thường nhất có thể, nở ra một nụ cười hiền dịu, rồi sau đó đặt thức ăn xuống bàn và nói. Chúc quý khách ngon miệng.
Cho đến khi tôi ngước mắt nhìn lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Quân cũng đang nhìn mình. Thương ngồi bên cạnh anh cũng lên tiếng. Ơ? Tới đây có phải là cô giúp việc nhà mình có phải không anh Quân? Quân không hề trả lời Thư. Một lát sau đó Thư hỏi tôi. Có phải không? Đúng rồi à. Tôi cô không làm giúp việc nữa à? Sao mà lại đi kiêm thêm cả nghề này nữa vậy? Việc nào có tiền thì tôi làm thôi. Ôi trời, có bạn trai giàu có như vậy, thế đi làm gì cho cực khổ thế? Tôi đành lên tiếng trả lời tiếp thì Quân cắt ngang. Ăn đi em. Em quan tâm đến họ để làm gì? Lúc này thì Thư nhìn Quân, khuôn mặt dịu dàng tươi cười. Tuy nhiên mà khi liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt như thể hiện sự thắng lợi và cả một chút khinh thường nữa. Tôi thì cứ mặc kệ, xoay người bước đi khỏi căn phòng đó. Vừa đi, tôi lại vừa lẩm bẩm cầu cho không gặp lại Quân một lần nào nữa. Nhưng mà kể là cũng là đời. Thành phố rộng lớn như vậy, mà sao cứ quái quỷ thế nào cứ chạm mặt anh ta. Buổi chiều hôm đó, trong lúc chuẩn bị tan làm, thì chị chủ gọi tôi lại rồi nói chuyện. Vân này, chị gửi em tiền công hôm nay nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. À, ngày mai thì em không cần đi làm nữa đâu. Nghe đến đây thì tôi sững sờ tròn xoe mắt. Ờ, sao vậy chị? Em đã làm gì không tốt sao? Không phải. Là bởi vì chị đã tìm được người làm chính thức rồi, vậy nên không có nhu cầu tuyển thêm những người như em nữa. Khi mà chị chủ nhà hàng vừa nói, tuy nhiên tôi cảm nhận thấy ánh mắt dường như muốn né tránh ánh mắt của tôi. Người ta đã nói như vậy, tôi có năn nỉ thêm cũng còn tác dụng gì nữa. Tôi nói thêm vài câu rồi gật đầu đáp. Dạ vâng ạ, em hiểu rồi. Em cảm ơn chị. Cầm lấy số tiền lương ít ỏi kia, tôi tự thưởng cho mình cốc trà sữa và một chiếc đùi gà rán. Những mấy món này thằng cô tí ở nhà thích lắm đây. Tôi liền gọi về cho em. Em đang làm gì vậy? Em đang dọn đồ chị à. Mà mẹ không cho em cầm điện thoại đâu. Mẹ vừa ra ngoài nên em mới được cầm đấy. Thế em dọn đồ đi đâu vậy? Em không biết. Nhưng mà mẹ bảo sẽ không sống ở nơi này nữa. Nghe đến đây thì tôi giật mình đứng dậy lắp bắp hỏi. Nhà có thì lại không ở. Sao lại dọn đi? Thì mẹ đã bán nhà này rồi mà chị. Hôm trước em thấy cái ông hôm trước đấy đến đưa cho mẹ rất nhiều tiền. Nghe thằng tí nói mà tôi cảm thấy bàng hoàng. Chuyện quan trọng như vậy, thế mà mẹ cũng không nói với tôi một câu. Bán nhà rồi thì mẹ sẽ đi đâu? Còn nữa, thỏa thuận của tôi và Quân hôm đó, hy sinh của tôi hôm đó trở thành công cốc sao? Tôi dặn dò thằng tí khi nào mẹ về thì gọi điện báo cho tôi biết. Thế nhưng mà đợi đến 8 giờ tối, vẫn không thấy hồi âm gì cả. Ngược lại, tôi còn gọi cho mẹ không biết bao nhiêu cuộc mà không hề nghe máy. Càng nghĩ lại càng tức. Tôi tìm lại số của Quân, mở chặn để liên lạc với anh ta, nhưng mà không được. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đánh liều đến quán bar mà tôi đã làm việc. Vừa bước vào cửa quán, đập vào mắt của tôi chính là cảnh con Mai đang ngồi bên cạnh Quân. Con Mai nhìn thấy tôi trước Quân, nó mỉm cười nhìn Quân rồi tựa gần vào người của anh ta để trêu tức tôi. Tôi khẽ cắn răng, ổn định lại tâm trạng rồi bước gần về phía hai người họ, dõng dạc lên tiếng. Quân, tôi muốn nói chuyện với anh. Tôi cầm ly rượu của Quân thoáng dừng lại một chút, anh uống một ngụm rồi sau đó châm một điếu thuốc, trả lời tôi. Tôi và cô quen nhau sao? Nghe xong câu nói này, con Mai ngồi bên cạnh không nhìn được, cười lớn. Thế mày không nghe là anh Quân nói gì sao? Tôi lại còn không biến đi. Đó là chuyện của tôi và anh ta, không liên quan đến cô. Khóe môi của con Mai hơi nhếch lên rồi tựa sát vào người của Quân. Cô ta lại còn trực tiếp rót rượu đưa lên trước mặt của Quân nữa. Anh à, uống đi anh, cứ mặc kệ nó. Quân nhếch môi nhìn ly rượu trên tay của con Mai. Anh cầm lấy ly rượu nhưng mà không uống, sau đó đặt xuống bàn. Nhìn thấy bọn họ coi mình như người vô hình như thế, tôi cười khẩy một cái. Đúng là bọn đàn ông. Sáng sớm, còn cùng với vợ đi ăn nhà hàng, tôi đến lên quán bar tình tứ với gái.
Tôi nhớ lại những lời mà Quân từng nói, từng hỏi tôi. Lúc này tôi hỏi. Tôi cứ ngỡ là anh chỉ cần gái còn zin chứ nhỉ? Sao bây giờ lại đổi khẩu vị như vậy? Còn Mai nghe xong, nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Thế nhưng mà nó nào dám nổi cáu bởi vì có Quân ở đây. Quân nở ra nụ cười nhẹ, nhấc tay để lên ghế, bộ dạng lười biếng nhìn tôi. Tôi cần gái còn zin hay là mất thì liên quan gì đến cô vậy? Anh ta cất giọng trêu tức, rồi lại còn kéo sát con Mai vào người của mình rồi thốt lên. Tôi chắc chắn là cô gái này không chơi như khúc gỗ giống như cô đâu. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng tức tối, bụng thì ôm tròn kho tàng thuốc súng. Thế nhưng mà mất mặt thì cũng mất mặt rồi. Tôi chẳng biết sao dũng khí ở đâu mà tôi vẫn có thể nhăn răng cười tiếp. Được, vậy thì anh cứ từ từ mà thưởng thức đi. Nói xong thì tôi xoay người bước đi. Khi vừa bước được 3 bước thì tiếng của Quân đã vang lên lần nữa. Đứng lại. Nơi này không phải cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Nói xong, anh ta đẩy mạnh con Mai ra khỏi cơ thể một cách rất phũ phàng. Con Mai định lên tiếng thì anh đã nhanh tay vứt mấy tờ 500 nghìn xuống bàn. Đây là 5 triệu. Nhớ rõ, tôi ghét nhất phụ nữ phiền phức và lắm lời. Con Mai bất đắc dĩ cầm tiền đứng dậy bước đi mà không dám hé răng nửa lời. Sau khi con Mai đi khỏi thì Quân mới nói. Cô có 5 phút để trình bày. Tại sao anh lại làm trái thỏa thuận của chúng ta thế? Thỏa thuận? Đúng như vậy. Anh đã nói sẽ không mua nhà của tôi nữa cơ mà. Đúng, tôi không hề mua. Anh nói dối. Tôi có thể là người không đứng ra mua, nhưng mà tôi không dám chắc người trong công ty của tôi thì cũng như vậy. Anh! Quân lắc đầu rồi cười. Tôi siết chặt bàn tay lại, hận một nỗi không thể nào đấm cho anh ta vài phát cho bó tức. Sau một hồi suy nghĩ và cố gắng nín nhịn, tôi hỏi. Rốt cuộc, anh muốn gì vậy? Tôi không muốn gì cả. Tiền và phụ nữ tôi đều không thiếu. Nghe đến đây thì tôi thực sự muốn chửi thề ghê gớm. Nếu như vậy thì gọi tôi lại để nói cái gì vậy? Bực bội thêm. Quân nhấn mày nhìn tôi nhàn nhạt hỏi. Được rồi, tôi cũng không phải là người triệt đường sống của ai bao giờ. Chỉ cần cô cho tôi lý do, tôi sẽ suy nghĩ. Chỉ cần anh không mua nhà của tôi nữa, không triệt đường làm ăn của tôi nữa, tôi nguyện có thể dùng mình thế chấp cho anh. Tôi nói xong, Quân liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên để đánh giá. Sau đó anh ta thẳng thắn trả lời. Trình độ lên giường của cô kém quá. Vậy thì tôi có thể làm giúp việc miễn phí cho nhà của anh. Giúp việc nhà tôi cũng phải có bằng cấp đàng hoàng. Cô tưởng muốn là được à? Lúc này thì tôi thực sự điên quá rồi đấy. Tức nước vỡ bờ nên đáp. Cái gì cũng không được cả. Thế vậy thì của anh tất đấy. Anh muốn ôm cái ngôi nhà đó thì ôm. Tôi đây không cần nữa. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Cùng lắm thì mặc kệ thôi. Nói xong thì tôi xoay người bước đi tiếp. Quân đã lớn tiếng. Tối mai 8 giờ, sẽ có người đến đón cô. Trên đường trở về nhà, tôi nghĩ hay là cứ mặc kệ. Chứ bây giờ mà để người ta uy hiếp mình như vậy, điều khiển mình thì cũng không ổn. Không biết do tôi nghĩ nhiều hay sao mà tối đó lại nằm mơ thấy kỷ niệm của bà nội và mình trong căn nhà đó. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì quả thật là không nỡ lòng nào để mất ngôi nhà. Lương tâm của tôi một lần nữa trỗi dậy. Cả ngày cứ thơ thẩn suy nghĩ cho đến khi đồng hồ chỉ 7 giờ 50 phút tối. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ hội duy nhất của mình. Càng nghĩ thì lòng của tôi lại nóng như lửa đốt. Cuối cùng thì tôi bật dậy, thay một chiếc váy màu trắng rồi rời khỏi phòng trọ. Tôi dặn cái Hoa. Tối nay nếu như muộn rồi không thấy tao về thì không cần đợi đâu nhé. Cái Hoa còn chưa kịp trả lời, tôi đã vội vã bước đi. Ra đến ngoài đường lớn, chiếc xe Mercedes vẫn cứ nhấp nháy đèn để đợi tôi. Và người đón tôi không phải là Quân, mà là trợ lý của anh ta. Chiếc xe dừng lại ở trước một khách sạn cũ. Lúc xuống xe, trợ lý của anh ta đưa tôi chiếc thẻ phòng và dặn dò vài điều. Bất giác, tôi bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhận lấy thẻ phòng mà mặt cứ nóng ran như lửa đốt vậy. Cho đến khi bước vào bên trong, lễ tân hỏi tôi muốn đi đâu.
Tôi giơ chiếc thẻ phòng ra, thì ngay lập tức có người dẫn tôi đi lối cầu thang máy riêng, đến đúng căn phòng. Tôi quẹt thẻ. Bên trong căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ. Tôi ngồi đó một lúc lâu vẫn không thấy Quân xuất hiện. Có lúc suy nghĩ lại thì lại muốn đứng dậy ra về. Khi bản thân quyết tâm cao nhất thì Quân lại lù lù xuất hiện, làm tim tôi giật mình, muốn nhảy khỏi rồi bay ra ngoài vậy. Quân lạnh lùng nhìn tôi, anh nói: nếu như cô muốn thì đổi ý vẫn còn kịp. Khi đối diện với ánh mắt của anh, bao nhiêu dũng khí của tôi dường như tan biến. Tôi lắc đầu. Không có. Được. Trước tiên tôi có thỏa thuận. Thỏa thuận gì? Thỏa thuận này sẽ làm thành hợp đồng. Anh cứ nói điều khoản đi. Cô chỉ có duy nhất một cơ hội. Cô nên biết là cuộc đời tôi không thiếu đàn bà. Tôi biết. 3 tháng nữa tôi sẽ kết hôn. Trong vòng 3 tháng này, tạm thời thì cô sẽ là tình nhân của tôi. Tôi là một người làm ăn, vậy nên việc gì cũng phải giấy trắng, mực đen. Điều kiện thì cũng đơn giản thôi. Sau khi kết thúc 3 tháng, cô phải biến mất khỏi tôi. Mà bù lại thì tôi sẽ cho cô một số tiền, chu cấp cho cô mỗi tháng. Và tuyệt đối, không được có suy nghĩ dây dưa với tôi. Tôi biết rồi. Nói rồi thì Quân đưa hợp đồng cho tôi ký. Ký xong anh ta nhếch môi cười với ánh mắt vô cùng hài lòng. Bữa tối hôm đó chúng tôi lại làm chuyện đó với nhau. Mà lần này không dùng bao giống như những lần trước. Trong mơ màng của giấc ngủ, anh ta khẽ vuốt tóc của tôi rồi nói: Diệp à, em để tóc dài đẹp hơn đấy. Tôi lúc này mới càng khẳng định Quân có những lúc nhầm tưởng tôi với cô gái tên Diệp đó. Và tôi cũng đã hiểu cái lý do Quân là người có tiền, là đẹp trai, nhiều phụ nữ vây quanh, thế nhưng mà lại chọn tôi. Nghĩ đến đó thôi, không biết sao tôi lại cảm thấy lòng của mình chua xót, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn vậy. Buổi tối hôm đó tôi ngủ lại khách sạn. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì không nhìn thấy Quân đâu cả. Khi tôi cầm điện thoại thì tin nhắn hiện lên, tài khoản báo cộng 5 triệu đồng. Tôi gọi cho cái Hoa rồi hỏi nó: Mày ơi, đi học chưa vậy? Chưa, tao đang ăn bánh mì đây. Mày về chưa thế? Ừ, tao chuẩn bị. Tao đợi tao về rồi đi luôn nhá. Ừ, tao biết rồi. Nhanh lên đây. Rồi thì tôi lại vội vàng rời khỏi khách sạn. Cuộc sống của tôi trôi thêm một thời gian nữa, cũng không có biến đổi gì lớn cho lắm. Mà cũng đã chục ngày nay thì Quân không đến tìm tôi. Tôi nghĩ bụng chắc là anh ta bận gì đó. Tôi vừa mong anh ta đừng tìm mình cũng được, thì lại bất ngờ điện thoại của tôi vang lên cuộc gọi của anh. Cô ăn chưa? Tôi chưa. Có gì không vậy? Thế ra ngoài ăn cơm rồi tôi đưa cô đến một nơi. Thế thì anh đợi một lát, tôi đi thay quần áo. Sau đó thì Quân lái xe đưa tôi đến một nhà hàng cách chỗ tôi ở cũng khá xa. Anh gọi rất nhiều các món ăn. Nhìn thôi cũng cảm thấy choáng ngợp. Những món ăn này ngày trước đối với tôi là cả một ước mơ để được một lần thưởng thức. Vậy mà giờ đây ngay trước mặt của tôi thì tôi cũng không hề cảm thấy hào hứng cho lắm. Căn bản là mỗi khi gặp Quân, tôi lại có một cảm giác tội lỗi với người vợ sắp cưới của anh. Tôi nhìn Quân rồi khẽ hỏi: Anh đưa tôi đi ăn thế này không sợ vợ biết à? Quân đang gắp món ăn nghe tôi hỏi như thế thì thoáng dừng lại động tác, sau đó trả lời: Không phải việc của cô, nhưng mà tôi sợ vợ anh đánh ghen lắm. Lúc này anh gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhai xong rồi nói: Nhắc lại lần nữa, bây giờ thì tôi vẫn chưa phải là người có vợ. À. Ăn xong thì Quân lái xe đưa tôi về. Trên đường đi, anh không hề nói gì mà chỉ yên lặng lái xe. Một hồi lâu chiếc xe dừng lại giữa một khu chung cư cao cấp. Tôi ngạc nhiên hỏi: Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? Xuống xe. Quân lạnh lùng ra lệnh chứ không giải thích gì thêm cả. Anh đi trước, còn tôi thì bất đắc dĩ đi theo sau. Thang máy dừng lại, anh trực tiếp đi đến cửa, lấy ra chiếc chìa khóa đưa cho tôi. Từ bây giờ, cô sẽ ở đây. Ôi, cái tên dở hơi này, bỗng nhiên bắt tôi ở đây làm gì vậy? Tôi nghĩ trong đầu như vậy thôi, nhưng mà nào dám nói ra khỏi miệng. Tôi rất khoát hỏi: Vì sao tôi lại phải ở đây?
Tôi muốn sống cùng với bạn tôi. Nếu như cô không ở đây thì tôi không biết là mình sẽ làm gì cô đâu đấy. Tôi nghe xong thì sửng sốt nhìn anh ta. Thế rồi anh ta mở cửa. Tôi nhìn thấy trong căn hộ, cũng giống như các căn hộ khác tôi hay nhìn thấy trên TV. Trang trí nội thất hiện đại, đầy đủ. Quần sắn như vậy, cởi luôn chiếc áo vest bên ngoài rồi vứt xuống ghế sofa. Ra lệnh cho tôi giống như con ở của anh vậy. Pha nước đi, tôi muốn tắm. Tôi nhìn anh ta, nhìn bộ dạng lười biếng của anh ta khi dựa vào ghế sofa. Tôi tự hỏi, tôi đang làm nhân tình của anh ta hay là một con rối để cho anh ta tiêu khiển vậy? Quân thấy như thế thì lên tiếng tiếp. Thế lại còn đứng ngẩn người ra đấy. À, muốn tắm cùng à? Đợi tôi một lát. Trong lúc Quân tắm, tôi đi ngó nghiêng căn nhà một lượt. Khi nhìn thấy Quân bước ra, nhìn trên mái tóc đen nhánh của anh có vài giọt nước lăn xuống. Bỗng nhiên tôi cảm thấy anh ta có một sức hấp dẫn lạ thường so với ngày thường đấy. Tôi sợ Quân bắt bẻ nên nói. Để tôi lau đầu cho. Quân không nói gì cả, nhưng mà Vân tiến lại gần ghế sofa để cho tôi lau khô tóc. Được vài phút thì tóc của anh khô hơn, anh ta hỏi. Sao hôm nay tử tế thế? Tôi vẫn luôn tử tế mà. Nói không biết ngượng mồm. Cái thằng cha này, được người ta hồ hạ thì im lặng đi, lại còn bắt bẻ như vậy. Tôi vừa lau tóc cho anh ta lại vừa chửi thầm. Quân bảo, có biết nấu ăn không? Cũng biết vài món đơn giản thôi. Thế thì học thêm đi. Thỉnh thoảng tôi sẽ qua đây dùng bữa. Ngày nào qua tôi sẽ báo. Tôi biết rồi. Đúng rồi, còn nữa, hôm trước cô đi cùng thằng nào đấy? Tôi nghe đến đây thì ngớ người suy nghĩ. Mãi một lúc sau đó mới nhớ ra, tôi đi cùng với Phong mua sắm vài thứ giúp anh ấy. À, đó là bạn dưới quê của tôi. Cô yêu ai thì tôi không cấm, nhưng mà trong thời gian qua lại với tôi, nếu như tôi biết cô lên giường với ai khác, đừng trách tôi đấy. Tôi biết rồi, anh không cần phải lo. Quân khẽ cong môi khêu gợi, anh đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt của tôi, rồi bất ngờ kéo tôi ngồi phịch xuống lòng của mình. Thế rồi anh bắt đầu hôn ngấu nghiến từ môi trượt xuống cổ tôi. Cho đến khi chúng tôi chuẩn bị tiến về phía chiếc giường thì điện thoại của tôi đổ chuông liên hồi, làm cho anh mất hứng. Tôi còn ngang chửi thề ba chứ. Còn mẹ nó. Tôi cầm lấy điện thoại, vừa bấm nghe máy thì tiếng mẹ tôi đã oang oang chuyển đến. Mày đang ở đâu đấy? Mẹ vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của con sao? Ôi trời à, đã lúc nào rồi mà lại còn hỏi tao câu đó? Mày không nhanh vào viện với bố của mày đi. Bố mày sắp đi gặp Diêm Vương rồi đấy. Sao cơ? Mày vừa nói gì cơ? Bố của mày nộp rượu cho lắm vào, rồi sau đó bị tai nạn. Mau lên, đến bệnh viện Việt Đức đi. Nghe xong câu đó, cả người của tôi như chết lặng. Bố có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là bố của tôi. Tôi xin phép Quân cho tôi đến bệnh viện chăm bố. Anh ta tuy bị mất hứng, thế nhưng mà vẫn dễ tính và đồng ý. Mà bây giờ không đồng ý thì tôi cũng mặc kệ thôi. Tôi xuống dưới chung cư rồi vội vã bắt chiếc taxi đến bệnh viện. Bố của tôi thì vẫn nằm phòng cấp cứu. Đôi chân của tôi mềm nhũn, đôi mắt thì hướng chăm chăm về phía cửa. Bố bị như vậy rồi mà mẹ tôi vẫn cứ đứng lẩm bẩm. Uống cho lắm vào, rồi bây giờ làm khổ mọi người như vậy. Sống giờ chết giờ thì chỉ khổ tao thôi. Tôi quay đầu nhìn mẹ, bất lực rồi nói. Mẹ, mẹ nói ít một câu không được sao? Bố đã bị như vậy rồi, thế mà mẹ lại còn nói như thế nữa. Thế tao nói không đúng à? Nếu như bố mày có liệt hay làm sao thì tao cũng là người hầu hạ cho ai nữa. Rồi bây giờ còn tiền phẫu thuật, tiền viện phí, tao không lo thì ai lo đây? Tôi bất lực nhìn mẹ. Sao mà tôi cảm giác bà không phải là mẹ ruột của tôi? Nhiều lúc tôi muốn xác nhận thử quan hệ huyết thống với bà ghê gớm, nhưng mà tôi lại không có đủ dũng khí để làm điều đó. Ngồi đợi 4 tiếng đồng hồ thì bác sĩ bước ra nói ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Tôi thở phào nhẹ nhõm bởi vì đã cứu được bố. Còn mẹ tôi chỉ quan tâm xem phẫu thuật xong có đi lại bình thường được không. Bố tôi phẫu thuật đã thành công nhưng mà vẫn nằm ở đó để ngủ. Toàn thân đều là vải gạt băng bó. Hai chân gãy bó thạch cao để cố định trên giá, không thể cử động được.
Nhìn bố như vậy, vô thức tôi lại rơi nước mắt. Ở lại bệnh viện thêm một lúc nữa thì tôi dặn mẹ vài câu rồi trở về để con đi học. Buổi chiều hôm đó tan học, tôi cũng bảo cái Hoa về trước, còn mình thì bắt xe ôm đến bệnh viện. Vừa bước vào cửa phòng bệnh, một cô y tá đã hỏi tôi. Em là người nhà của bệnh nhân Hoàng Văn Thiếp sao? Dạ vâng ạ. Thế phiền anh đi nộp nốt tiền viện phí nhé. Mẹ của em chưa nộp à? Lúc trưa thì mẹ em bảo đợi em đến nộp, xong rồi bà ấy đi đâu đó, cho đến bây giờ cũng không thấy đâu cả. Nghe đến đây tôi cảm thấy thật sự khó thở, nhưng mà vẫn phải bình tĩnh hỏi. Dạ vâng. Vậy hết có nhiều không ạ? Thiếu 60 triệu nữa em ạ. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Thế nộp sớm giúp chị nhé. Dạ vâng ạ. Sau khi cô y tá đã đi khỏi thì tôi lập tức rút điện thoại ra gọi cho mẹ. Thế nhưng mà kết quả nhận được là thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Lúc này, tôi không muốn nghĩ xấu về mẹ của mình cũng không được. Tôi cứ nghĩ là bà đối xử tệ với tôi cũng được đi. Nhưng mà không ngờ rằng, với một người chồng đầu ấp tay gối 20 năm này, bà vẫn nỡ lòng nào bỏ mặc như thế. Tôi tự cười tránh bản thân mình. Sinh ra từ một người mẹ như vậy, quả là một bất hạnh lớn nhất đời. Rồi lại nghĩ đến số tiền kia. Bây giờ tôi gom cả tài sản của mình vẫn thiếu một ít, bởi vì tiền lần trước Quân đưa tôi phải đóng học phí và cho cái Hoa vay một ít. Bây giờ mà đòi nó thì nó cũng không có đâu. Mà ở cái đất Hà Nội này, tôi cũng đâu quen biết ai. Không hiểu vì sao lúc đó, bí quá, đầu óc của tôi lại cứ quanh quẩn tên Quân. Gấp quá, tôi đành đánh liều gọi cho anh ta. Thế nhưng mà người nghe máy thì lại là Thư. Alo, ai vậy? Giọng nói của Thư vang lên. Cũng may là tôi kịp thời nút ngược lời nói trở lại. Im lặng vài giây rồi tôi tắt máy. Hóa ra thì Quân đang ở bên cạnh Thư. Một lúc sau đó số máy Quân gọi tới. Tôi sợ là Thư gọi nên chần chừ một lúc mới dám bắt máy. Nghe thấy giọng của Quân tôi thở phào nhẹ nhõm. Gọi tôi có chuyện gì? Anh Quân này. Nói đi. Anh có tiền không? Hỏi đến đây thì tôi mới cảm thấy là mình ngu ngốc. Có lẽ đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất với một người như Quân. Cô cần bao nhiêu? Bố tôi phẫu thuật thiếu một ít nữa. Anh cho tôi vay được chứ? Tổng tiền phẫu thuật là bao nhiêu? 60 triệu. Quân không nói gì nữa, tắt máy. Tôi nghĩ chắc là anh ta đang khinh thường tôi lắm đây. Mới vừa quen nhau không lâu, đã đòi hỏi những số tiền lớn như vậy. Thôi thì cũng không trách được anh ta, bởi vì anh ta cũng đâu tin tưởng gì tôi. Anh ta là người làm ăn, làm gì cũng phải tính toán. Cho tôi vay rồi tôi lấy gì mà trả, ngoài cái tấm thân này, nhưng mà anh ta cũng đã có sẵn. Tôi nghĩ một lúc rất lâu rồi định gọi điện vay mỗi người một ít, thì tài khoản của tôi bất ngờ thông báo cộng thêm 60 triệu đồng. Thậm chí lúc đó tôi còn không tin vào mắt của mình, cứ rồi đi rồi lại rất nhiều lần. Hóa ra là Quân không hề xấu như tôi nghĩ. Ngoài cái tính độc đoán ra thì anh ta cũng rất hào phóng. Chuyện viện phí của bố tôi cuối cùng cũng đã xong. Cả người của tôi nhẹ như bớt đi một gánh nặng vậy. Trôi đi thời gian, bố tôi nằm viện cũng đã được một tuần. Mà tuần này thì mẹ tôi cũng không hề thấy xuất hiện. Cứ giống như là bà ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy. Quân biết tôi chăm bố vất vả nên cũng không đòi hỏi gì cả. Ngoài giờ học ra thì tôi ở suốt ở trong bệnh viện. Đến nỗi mấy cô y tá lại còn trêu. Có đứa con gái như thế này thì đáng đồng tiền bát gạo quá. Dạ vâng, em cảm ơn à. Nhưng mà chị thấy em hơi xanh xao đấy. Em chăm bố thì chăm, nhưng mà vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Mà em đẹp gái như vậy, béo lên tí nữa, xinh hơn cả hoa hậu. Dạ, em biết rồi ạ, em cảm ơn. Cô y tá đi khỏi thì bố tôi ở trên giường nói. Con à, tớ vẫn không liên lạc được cho mẹ mày sao? Tôi nhìn bố, khẽ gật đầu thở dài. Bố nói tiếp. Mẹ của mày, nó bạc như vôi vậy. Bây giờ bà ấy chỉ có thằng tí thôi. Bố thì lại làm khổ cho mày rồi. Thôi mà bố, bây giờ bố thương con thì cố gắng ăn uống nghỉ ngơi cho mau khỏe lại. Đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Thế thì mày lấy tiền đâu mà đóng viện phí cho bố đấy?
Thì con đi làm thêm cũng mấy năm nay, tiết kiệm được mà. Bố cứ yên tâm đi, con vẫn lo được. Bố nghe tôi nói như vậy cũng chỉ biết gật đầu rồi nhắm mắt ngủ. Một lát sau đó tôi bước ra ngoài, cho không khí thoáng một chút, thì bất ngờ va phải một người phụ nữ. Ban đầu thì tôi còn ngờ ngờ cô ấy, nhưng mà cô ấy lại nhận ra tôi trước. Đấy, nhiều khi còn trẻ mà đầu óc vẫn không nhớ bằng mấy cô lớn tuổi đâu. Cô ấy chính là cô Loan, là người giúp tôi trong buổi tối đánh ghen hôm đó. Cô hỏi tôi. Ơ, cháu đi đâu vào đây vậy? Dạ, cháu đến thăm bố cháu. Bố cháu bị ốm à? Mà cô đi thăm người nhà hay sao à? Ừ, con gái của cô mới ngã trèo chân, đang vào viện để nắn lại khớp. Dạ vâng à. À, thế cháu đã ăn gì chưa? Dạ chưa à, cháu đang định ra căn tin để mua ít đồ ăn. Cô nhìn tôi mỉm cười rồi nói. Thế nếu như cháu không ngại thì ngồi xuống ăn cho cháu gà ác này nhé. Tôi gượng cười nhìn cô. Cô luống cuống giải thích. Gà này do đích thân cô làm đấy. Gà từ quê gửi lên là gà sạch cháu à. Mà con gái của cô cũng chưa ăn. Bây giờ cô mới nhớ nó không thích ăn cháo. Cháu cũng đừng hiểu nhầm. Không hiểu sao cô cũng chỉ mới gặp cháu, nhưng mà cảm thấy rất quý mến. Bởi vậy, thế nên... Cháu đừng hiểu nhầm nhé. Trước ánh mắt chân thành của cô Loan, tôi mỉm cười đáp. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Tôi vừa dứt lời thì giọng nói của một cô gái vang lên. Mẹ ơi! Lúc này cả tôi và cô Loan cùng quay đầu về hướng tiếng gọi. Trước mặt của tôi là Quân đang diều Thư bước đi. Hóa ra Thư là con của cô Loan sao? Và Quân chính là con rể tương lai của cô. Cô Loan chào một tiếng rồi đi đến chỗ hai người họ. Tôi đứng nhìn theo. Nghĩ thì hơi quá phận, nhưng mà sao ông trời lại bất công ghê gớm. Cuộc sống này, người thì quá giàu có, người thì quá nghèo, người thì hạnh phúc, người thì khổ đau. Chẳng đâu xa, Thư có cuộc sống giàu sang, ăn mặc sung sướng, lại có người mẹ hiền. Nhìn lại tôi, lăn lộn đủ nghề cũng không đủ ăn, lại có người mẹ... Nhắc đến chỉ thêm đau lòng thôi. Bố tôi ở bệnh viện thêm một thời gian nữa thì tình hình sức khỏe cũng ổn hơn. Dạo này thì bố đi lại bình thường được rồi. Tôi cũng không cần đến nhiều lần trong một ngày nữa. Tôi đưa bố ít tiền rồi nhờ các cô y tá. Nếu như có chuyện gì thì gọi cho tôi. Hôm nay thì Quân cũng gọi cho tôi. Anh ta kêu tan học thì về chung cư nấu cơm rồi anh ta qua. Tôi thì vẫn chưa quen đường nên bắt xe ôm về chung cư. Mấy ngày không về đây, nhưng mà khi bước chân vào đến cửa, tôi đã ngửi thấy thoang thoảng hương nước hoa của Quân. Nhìn chiếc áo vest trên ghế sofa, tôi nghĩ là anh ta cũng mới về đây. Cất cặp sách, tôi đành chạy xuống dưới siêu thị mini mua ít đồ về nấu cơm. Thế nhưng mà khi bước vào bếp, đã nhìn thấy mọi thứ đầy đủ. Lát sau đó thì Quân đã gọi tôi. Nấu cơm đi. Lát nữa rồi tôi về. Nấu nhiều canh vào. Mấy hôm nay tôi uống hơi nhiều rượu thế nên hơi mệt. Tôi biết rồi. Khi tất cả mọi thứ xong xuôi, trong lúc đợi Quân về, tôi gọi điện cho bố dặn dò vài câu, rồi sau đó lại gọi cho cái Hoa. Thời gian này thì mày chịu khó ở một mình nhé. Ông Quân bắt tao qua chung cư đó để ở. Tao mới cầm thêm có mấy 60 triệu nên cũng không thể nào chống lại được. Tao biết rồi. Cũng hơi buồn nhưng mà không sao đâu. Cảm ơn mày đã hiểu nhé. Gớm thật. Mày đặt cảm ơn cơ đấy. Từ ngày quen lão Quân lịch sự hẳn ra. Con này, bình thường thì tao vẫn lịch sự như vậy mà. À, anh Phong vừa đến tìm mày đấy. Anh gọi cho mày mãi mà không được. Chắc là lúc đó tao đang nấu cơm. Tao ăn cùng với lão Quân luôn à? Ừ. Nghe cứ như gia đình hạnh phúc phết nhỉ. Cái Hòa vừa dứt lời thì tiếng cạch cửa vang lên. Quân từ bên ngoài bước vào. Tôi vội vàng tạm biệt cái Hòa rồi quay lại hỏi Quân. Anh về rồi à? Ừ, nấu cơm xong chưa? Xong cả rồi, đợi anh về ăn thôi. Quân gật đầu đi rửa chân tay rồi ngồi xuống bàn ăn. Nhìn các món ăn ở trên bàn, tôi không biết là anh có thích không, thế nhưng mà vẻ mặt thì khá hài lòng. Quân ăn thử một con tôm diêm rồi hỏi tôi. Tự tay nấu sao? Đúng rồi, tự tay tôi nấu. Anh ăn thấy được không? Cũng tạm được. Tôi chu môi lườm nhẹ Quân một cái.
Ngon thì cứ nói đà là ngon đi, sẽ là còn tạm được. Bây giờ tôi mới để ý nhá. Quân rất kiềm lời khen, cứ như là khen người ta một câu thì ảnh hưởng đến bát cơm của anh ta không bằng ấy. Quân ăn hết bát cơm đầu tiên rồi lại bảo tôi xới bát thứ hai. Tôi nhìn anh ăn cũng khá ngon miệng, tôi nghĩ là đồ ăn rất vừa miệng anh. Ăn xong thì Quân hỏi tôi: Hôm nay cô đi bằng gì đến đây? Tôi đi xe ôm. Ngày mai mua cái xe máy mà đi. Thôi, tôi làm gì có tiền, với cả tôi không quen đường, sợ lạc ấy. Đi dần rồi quen, cứ xem thích xe gì tôi mua cho. Lấy của anh nhiều rồi, lại mang nợ nữa. Tôi đòi cô à? Không, nhưng mà tôi ngại. Nếu như cảm thấy ngại thì học cách làm tình cho tốt vào. Kỹ năng đó của cô không đi làm nghề được đâu. Nói xong thì Quân đứng dậy bước đi về phía ban công để hút thuốc. Tôi ở bên ngoài dọn dẹp rửa bát. Một lúc lâu sau đó điện thoại của Quân vang lên cuộc gọi. Tôi nhìn thấy màn hình điện thoại lưu tên Thư. Tôi quay lại gọi lớn: Này anh, có điện thoại này. Quân đi gần về phía tôi, nghe máy ngay trước mặt của tôi mà không nề hà gì cả. Tôi không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy Quân bảo: Ăn cơm trước đi. Anh ăn rồi. Ừ. Ăn xong thì uống thuốc vào. Thôi, cứ để khi khác. Quân tắt máy xong quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của anh khiến tôi có một chút hoảng sợ. Tôi đành né tránh ánh mắt đó, thì anh dõng dạc nói: Lên giường cởi sẵn đồ, tôi đi tắm. Sau đó thì hai chúng tôi lại lao vào nhau. Cái cảm giác hôm nay mang lại cho tôi rất khác. Nếu như mọi lần là đau đớn thì hôm nay lại là khoái cảm, khiến tôi phát ra những âm thanh khe khẽ. Quân thấy như vậy càng tỏ ra hưng phấn. Anh vừa thở vừa hỏi: Hôm nay biết rên rồi cơ đấy. Tôi xấu hổ quá đỏ mặt đành lơ đi. Thì Quân lại hỏi tiếp: Từ hôm bữa đến giờ tôi cứ tưởng là cô bị liệt dương cơ đấy. Nay khá hơn rồi à? Nói xong thì anh lại tiến vào cơ thể của tôi, sau đó đứng dậy mặc quần áo luôn lúc đó. Cô có uống thuốc tránh thai thường xuyên không vậy? Có mà, anh yên tâm đi. Như vậy thì tốt. Nếu không nhớ có gì thì cũng chỉ là khổ cô thôi, cô hiểu chứ? Tôi biết. Lần nào Quân đến xong cùng lắm cũng chỉ là ăn cùng tôi một bữa cơm, hoặc là giải quyết nhu cầu sinh lý, sau đó rồi lại rời đi. Khi chúng tôi ra đường, hoàn toàn như hai người xa lạ, không hề quen biết. Có nhiều người bảo tôi sung sướng, nhưng mà tôi thì lại cảm thấy nhục nhã thì đúng hơn. Đồng ý là từ ngày quen Quân, tôi có cuộc sống khá giả hơn. Thế nhưng mà hay ho gì làm tình nhân trong bóng tối của người ta đâu. Mấy ngày sau đó Quân đi công tác nên không đến chỗ tôi. Tôi thì lại tranh thủ đến ngủ cùng với cái Hoa. Bố tôi đã được xuất viện. Tạm thời thì tôi thuê trong một cái phòng trọ gần bệnh viện cho tiền lịch tái khám. Còn về mẹ tôi, từ hôm đó đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Ngày hôm đó Quân báo đi công tác về, tôi mới sực nhớ là hết thuốc tránh thai nên đã vội vã đi mua. Mua xong thì tôi còn ghé vào siêu thị mua ít đồ dùng. Đúng lúc bước đến quầy thanh toán thì tôi bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy mẹ của mình tay đang đẩy một xe đầy thực phẩm. Tôi vội vàng chạy đến giữ tay của mẹ lại. Mẹ à, con tìm được mẹ rồi. Khi nhìn thấy tôi thì sắc mặt của mẹ đầy hoảng loạn, miệng thì lắp bắp hỏi: Sao mày lại ở đây? Mẹ sợ gặp con đến như vậy à? Mày về đi, tao và mày nói chuyện sau. Không đâu. Nếu như bây giờ con để cho mẹ đi, con không biết là bao giờ mới gặp lại mẹ nữa. Mày điên à? Mẹ tôi quát to, nhưng mà sau khi thấy mọi người xung quanh quay qua nhìn thì liền nhỏ giọng lại: Tao không trẻ con với mày. Tao đã bảo rồi, cứ về đi rồi khi nào ổn tao sẽ liên lạc với mày sau. Con không tin mẹ nữa đâu. Tôi vừa dứt lời thì giọng nói của người phụ nữ vang lên: Đi thôi chị Trung. Cả tôi và mẹ quay lại thì nhìn thấy cô Loan ngay trước mặt của tôi. Cái gì vậy? Cô Loan và mẹ của tôi quen biết nhau à? Trong lúc tôi còn đang bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì xảy ra, cô Loan mỉm cười hỏi tôi: Ơ, Vân, lại gặp cháu rồi. Mẹ tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
Thế hai người quen biết nhau sao? À, tôi mới gặp con bé vài lần, nhưng mà thấy con bé dễ thương lắm, cảm thấy quý mến. Bà chủ à, đừng tin lời nó nói. Con bé này không giống như bà nghĩ đâu. Mẹ tôi nói câu đó khiến tôi vô cùng sốc. Cái quái gì vậy? Đây là mẹ của tôi sao? Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ mình, nhưng mà mẹ thì lại né tránh ánh mắt của tôi. Cô Loan nhìn thấy như vậy thì mới hỏi. Thế chị cũng biết con bé à? Lần này thì tôi không để mẹ trả lời mà nói trước. Dạ thưa, cháu là con gái của mẹ Trung mà. À, hóa ra là vậy. Cô và mẹ của cháu quen biết nhau sao ạ? À không, nhà cô đang thiếu giúp việc nên mẹ cháu đến xin làm. Mẹ cháu thì nấu ăn cũng khá ngon, rất hợp với con bé thư nhà cô. Dạ vâng ạ. Vậy em trai của cháu có đến cùng không ạ? Cháu có em trai sao? Cô Vân hỏi ngược lại tôi. Tôi quay qua nhìn mẹ. Nếu như vậy thì thằng Tý đang ở đâu? Mẹ tôi nói. Thằng Tý tạm thời mẹ gửi về chỗ dì Sáu cho nó đi học ở đó. Ổn định cuộc sống rồi đón nó sau. Nói thêm vài câu nữa thì mẹ tôi cùng cô Loan đi về. Trước khi về cô Loan còn dặn tôi. Khi nào nhớ mẹ thì cứ đến nhà cô chơi rồi thăm mẹ nhé. Không cần ngại đâu. Dạ vâng ạ. Cô đưa tôi địa chỉ và số điện thoại của cô. Tôi nhìn theo bóng lưng của hai người. Thật là đáng buồn khi mà cách cư xử của mẹ dành cho tôi còn không bằng một người xưng nước lá. Buổi chiều hôm đó tôi không thấy Quân gọi nên rủ cái Hoa đi ăn ốc. Cũng lâu rồi không ăn tự nhiên cảm thấy thèm thèm ấy. Cái Hoa thì hỏi tôi. Sao mà tự nhiên lại đòi ăn ốc như vậy? Không hiểu sao lại cứ cảm thấy thèm ấy. Tôi có khi nào lại ngán không? Tôi lườm nó một cái. Nói linh tinh. Tao nói thật đấy. Đàn mà khỏe thì nhiều khi phòng tránh cũng không ăn thua. Thôi thôi, mày bớt nói mấy thứ linh tinh đó đi. Thôi được rồi. Cũng chẳng mấy chốc mà hết năm học. Thế thời gian tới mày định làm gì? Tao chưa. Xong 3 tháng thỏa thuận với ông Quân rồi tính tiếp. Nhưng mà anh Phong cũng đến tìm mày suốt đấy. Tao thì vì lý do là mày bận mãi, nghe cũng mệt đấy. Ừ, lão Quân đang giúp tao mua xe máy đấy. Ừ, thế thì mua đi, ngại gì? Sao mà không ngại cho được? Lấy cũng nhiều rồi. Mày ngu nó cũng vừa thôi. Là người ta tình nguyện cho mình chứ mình có đòi đâu. Cũng biết là như vậy, nhưng mà... Tôi còn chưa nói hết câu chuyện với cái Hoa thì điện thoại đã đổ chuông, cuộc gọi của Quân. Thế là tôi lại tức tốc 3 chân 4 cẳng trở về chung cư. Nhìn bộ dạng của Quân thì tôi đoán anh đi công tác xong về luôn đây. Chả trách lát sau đã thấy thư gọi, nhưng mà Quân chỉ nói vài ba câu rồi quăng điện thoại sang một chỗ. Mà sao tôi luôn có cảm giác Quân không hề yêu Thư, mà người lụy tình là Thư. Trong tình yêu, người nào yêu nhiều thì người đó đau khổ. Cô làm cái gì mà ngồi đần thối ra như vậy? À, không có gì. Anh nói chuyện điện thoại xong rồi à? Ừ. Anh xuống máy bay lâu chưa? Vừa xuống thì đến đây ngay. Thế anh không về với Thư sao? Chắc là cô ấy sẽ nhớ anh lắm đấy. Không phải chuyện của cô. Tôi im lặng một lát để ý sắc mặt của Quân rồi hỏi. Tôi cảm giác hình như là anh không yêu Thư thì phải. Lúc này, Quân ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt đen tối đến nỗi tôi tưởng như là bị hút sâu vào cái hồ không đáy. Tôi tưởng là Quân sẽ không trả lời, nhưng mà cuối cùng thì lại nhàn nhạt đáp. Cô nghĩ xem, nếu như tôi yêu cô ấy thì tôi có lên giường với cô ấy không? Không yêu sao anh còn lấy người ta để làm gì? Làm khổ đời con gái người ta. Quân không trả lời tôi nữa, mà chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy. Sau đó, anh lại rút trong bao thuốc lá một điếu châm lửa. Tôi rất ghét phụ nữ tò mò. Tôi hiểu rồi. Nấu cơm đi. Ok, đợi tôi một lát, có cơm cho anh ăn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là cuộc sống của tôi không còn yên bình như trước. Đêm qua thì Quân ngủ lại chỗ tôi. Sáng sớm, trước khi anh rời khỏi, có hỏi tôi. Ngày mai thì cô được nghỉ 2 ngày có phải không? Đúng rồi. Có gì không thế? Tối nay nhớ về sớm đấy.
Tôi định hỏi thêm nữa, nhưng mà chưa kịp nói gì thì Quân đã xoay người, bước đi. Buổi chiều ngồi học thì trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngẩn suy nghĩ về chuyện của mẹ. Tôi không biết là có nên đến tìm mẹ, bảo mẹ về chăm sóc bố không đây. Mỗi lần đến thăm bố, nhìn thấy bố cứ lủi thủi, tôi cũng không đành lòng. Vậy mà xui xẻo hơn nữa là tôi bị cô giáo kêu tên. Bạn Hoàng Ái Vân, em đứng lên đọc lại nội dung chính tôi vừa giảng đi. Tôi giật mình nhìn cô giáo. Hôm nay xui quá, đầu của tôi thì đang trống rỗng, bởi vì căn bản không hề nghe cô giáo vừa nói gì cả. Vậy mà lại gặp ngay bà cô khó tính nhất trường này. Tôi đứng dậy, miệng ấp úng mãi không nói nên lời. Dạ, thưa cô, em... Cái Hoa ngồi bên cạnh vội vàng khều tay tôi, ngón tay chỉ vào một đoạn trong quyển sách. Nhưng mà hôm nay tôi bị làm sao ấy, đầu cứ rối một nồi. Bình thường thì tôi cũng thuộc vào dạng học sinh khá giỏi của lớp. Hôm nay đứng đờ mặt ra đó khiến cho bản thân cũng tự cảm thấy xấu hổ. Cô giáo bỏ kính xuống, mặt thì cau có nói. Đồ óc của em để đi đâu vậy? Dạ, em xin lỗi cô. Sau khi tan học, ở lại học ký chương này rồi mới được về đấy. Cô giáo nổi giận. Bất kỳ sinh viên nào mất tập trung trong giờ học của cô ấy đều phải chịu phạt như vậy. Lúc này, tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Điều khiến tôi lo lắng hơn cả chính là Quân. Khi tất cả mọi người tan học rồi, tôi vẫn còn ngơ ngác ngồi một chỗ. Trong đầu, một mớ rối như tơ vò. Tôi thật sự là không muốn chê hèn với Quân, bởi vì tôi hiểu anh ta là người rất nóng tính. Mà tôi thì lại càng không dám đắc tội với bà cô này. Rớt một môn của cô thì coi như tôi xong đời. Khi tôi ngước mắt nhìn cô giáo, muốn nói vài lời, nhưng mà đã bị cô dập tắt hy vọng. Đừng có mà lý do lý chấu xin xỏ. Lúc này, tôi mới ngấm lời của cái Hoa nói dành cho bà cô này quả là không sai. Nó nói năm nay cô gần 50 tuổi rồi, mà chưa có chồng, nên tâm sinh lý lẫn nội tiết mất cân đối. Cộng thêm thời kỳ mãn kinh đến sớm, vậy nên tính cách rất nóng nảy. Đàn bà mà thiếu đàn ông sẽ khô hạn giống như cây lâu ngày không được tưới nước vậy. Ngồi lại trường thêm 30 phút, tôi không biết làm cô giữ tôi lại để giảng bài hay là ngắm cô nữa đây. Những thứ cô nói quanh đi quẩn lại là dạy tôi cách sống. Nghe thật sự là buồn ngủ. Thế rồi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Tôi vội vàng rút điện thoại. Nhìn màn hình là dãy số quen thuộc kia khiến tim của tôi không khỏi đập thình thịch. Nhất thời còn quên mất ấn tắt điện thoại. Cô giáo nhìn thấy như vậy thì hỏi. Tại em không biết tắt điện thoại như thế nào à? Có biết hai chữ lịch sự viết thế nào không vậy? Cuống quá nên tôi vội vàng ấn vào nút từ chối điện thoại. Sau đó thì để chế độ im lặng rồi vứt sang một bên. Cô giáo nhắc lại. Đừng để tôi nghe thêm một âm thanh nào nữa đấy. Dạ vâng ạ. Cuối cùng thì sau hơn một giờ đồng hồ ở lại, tôi đã được cho về nhà. Bước ra khỏi phòng học, tôi vội vàng cầm điện thoại gọi lại cho Quân. Thế nhưng mà kết quả thì không liên lạc được. Lúc đi cách xa cổng trường tầm khoảng 300 mét thì tôi lại gặp Phong. Vừa nhìn thấy tôi thì Phong đã gọi. Anh đợi em từ nãy đến giờ đấy. Ủa, sao mà lại đợi em vậy? Anh gọi cho Hoa thì cô ấy bảo em vẫn đang ở trường. Hôm nay sinh nhật của anh, em đến tham dự cùng anh cho vui nhé. Nhưng mà tối nay... Tôi còn chưa nói hết câu thì Phong đã đưa tay lau nhẹ lên khóe môi của tôi. Anh cười tươi rồi hỏi. Tại em viết bút kiểu gì mà viết cả lên mặt thế này? Em không để ý. Thôi được rồi, lên xe đi. Anh hứa sẽ về sớm. Lúc này tôi thực sự muốn đi lắm, nhưng mà nghĩ đến lời của Quân nói thì lại khiến tôi không đủ can đảm để làm theo ý mình. Tôi mỉm cười gượng gạo. Anh Phong à, hôm nay em thực sự rất bận. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Để mai mốt anh em mình rảnh rỗi thì làm một kèo khác được không? Ánh mắt của Phong hơi buồn khi nhìn tôi. Tôi thấy như vậy cũng may nay lắm, nhưng mà biết làm sao đây. Sau cùng thì anh nói. Vậy được rồi. Thế thì em nhớ lời hứa hôm nay đấy. Hôm nào phải bù thời gian cho anh. Dạ vâng ạ, em biết mà. Sinh nhật vui vẻ anh nhé. Cảm ơn em. Sau khi tạm biệt Phong thì tôi vẫn mang theo tâm trạng bình thường trở về chung cư. Tôi biết chắc là Quân sẽ tức tối,
Nhưng mà tôi không ngờ anh ta lại nổi trận cuồng phong thịnh nộ. Bước vào đến cửa, tôi vuốt thong vài cái. Vừa nhìn thấy tôi thì Quân hai mắt long sòng sọc lên rồi hỏi. Cô vừa đi đâu về vậy? Tôi đi học chứ đi đâu nữa. Cô dám nói dối tôi à? Tôi không nói dối. Quân nhíu mày nhìn tôi, rất khoát nói. Nếu như từ lần sau, con đi học về kiểu này nữa, thì nghỉ học đi. Đồ. Tôi vừa muốn chửi anh ta là đồ thần kinh, nhưng mà cuối cùng phải im bặt. Không thể nào chọc giận anh ta thêm nữa. Bởi vì tôi không biết là anh ta sẽ điên cỡ nào đâu. Nếu như tôi không học thì sau này ai nuôi tôi đấy? Cô thiếu gì đàn ông? Anh điên à? Anh nói linh tinh gì vậy? Quân im lặng nhìn tôi rồi tiến đến gần tôi. Nhẹ nhàng đưa tay sờ nhẹ lên khóe môi. Đứng gần anh như thế này, tôi lại càng cảm nhận rõ đại họa sắp xảy đến. Có phải là hắn ta cũng vừa chạm vào cô như vậy không? Anh theo dõi tôi à? Quân không nói nữa mà kéo tay tôi lôi xanh sạch đi về phía phòng ngủ. Tôi bị bất ngờ nên liền kêu lên. Buông ra đi. Anh muốn làm gì vậy? Quân không thèm trả lời tôi mà ném mạnh tôi xuống chiếc giường rồi như điên dại xé rứt hết cả cúc áo của tôi ra. Cô cần bao nhiêu tiền? Tôi nhìn Quân tức quá tôi đáp. Phải đấy. Tôi rất cần tiền. Tôi yêu tiền. Tiền đối với tôi chưa bao giờ là đủ cả. Nếu như không với gương mặt này thì loài đàn bà ham vinh hoa phú quý như cô sẽ không bao giờ xứng đáng được rửa chân cho tôi. Chứ đừng nói là lên giường. Vậy thì tôi cũng nói cho anh rõ. Nếu như anh không có tiền, anh cũng đừng mơ được chạm vào người của tôi. Tôi vừa nói dứt câu, tay của Quân đã giữ chặt lấy cằm của tôi rồi anh hôn ngấu nghiến cứ như là một con thú dữ. Tôi lúc này cũng chẳng còn buồn phản kháng, mặc kệ cho nước mắt thì nhau tuôn rơi. Sau đó liên tiếp những tiếng vả vào da thịt, những lần như vũ bão. Tôi đau đớn chỉ biết cắn răng chịu đựng. Quân đang đè trên người của tôi, anh ta như không có tình người mà quát. Đừng có ra vẻ đáng thương như vậy. Vừa đi khách về nên không có sức phục vụ tôi nữa sao? Biết điều thì rên to lên đi. Hóa ra anh ta nghĩ tôi vừa đi với Phong và làm trò sau lưng của anh ta. Anh ta càng thấy tôi im lặng thì lại càng ra sức hành hạ tôi. Quả thật là tôi đang rất đau, cố gắng gồng mình chơi trong người, không hề có chút hưng phấn nào cả. Quân điên cuồng không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng thì mới chịu dừng lại. Sau khi xong việc, Quân đi thẳng vào phòng tắm, còn tôi thì nằm như chết lặng, đôi mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Ai bảo làm gái là sướng. Như tôi mới chỉ làm tình nhân cho một người thôi, nhiều lúc còn nghĩ là chết quách đi cho xong. Một lúc sau đó Quân mới bước ra khỏi nhà tắm. Tôi nhìn anh ta, thực sự là chán, chẳng buồn nói. Nhưng mà lúc này dường như anh ta cũng đã hạ hỏa. Anh ngồi phịch xuống ghế gần đó, bộ dạng lười biếng nói. Thực ra từ trước đến giờ đối với phụ nữ, tôi có một nguyên tắc. Chỉ cần trong thời gian tôi đang qua lại thì không cho phép kẻ nào động vào cả. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Ai cho phép cô nghỉ ngơi? Anh đừng có mà ngang ngược như vậy. Không phải là chuyện gì, tôi cũng phải nghe lời anh đâu. Đứng dậy mặc quần áo, tôi và cô sẽ đi Nha Trang. Nha Trang sao? Đi đến đó để làm gì vậy? Quân không thèm trả lời tôi nữa mà đi thẳng ra ngoài. Tôi ngồi lì trên giường lẩm bẩm. Không nhá, anh ta nói gì thì tôi cũng phải chăm sóc nghe theo à? Đừng có mơ nhá. Tôi quyết tâm sẽ không đi đâu cả. Lúc này tiếng của Quân lại vang lên. Tôi cho cô 5 phút thay đổi. Quá 5 phút thì dù cô có đang trong bộ sàng chân chuông, tôi cũng sẽ lôi cô ra ngoài đấy. Tiền sư cái tên điền này. Rõ ràng là ép người bằng được thì mới vừa lòng. Cuối cùng thì tém diều như tôi cũng không thể nào thắng nổi quyết định của anh ta. Đành ngoan ngoan đứng dậy thay đồ. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ tối thì gần 11 giờ đến nơi. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Lần đầu tiên tôi đến Nha Trang nên cảm thấy có một chút háo hức. Sau khi xuống sân bay thì đã có xe đón chúng tôi đến thẳng khách sạn. Đêm đó thì cũng là đêm đầu tiên chúng tôi ở cạnh nhau mà không làm gì cả. Hai người chỉ lặng lẽ quay lưng vào nhau rồi sau đó chìm dần vào giấc ngủ.
Quý khán thính giả của kênh Chị Dầu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự có một chi tiết khá là đặc biệt mà anh Sa chú ý. Không biết là quý khán thính giả của kênh Chị Dầu có để ý hay không? Đó chính là nhân vật bà Loan, chính là mẹ của Thư, mà Thư thì lại là vợ sắp cưới của Quân nữa. Thực sự thì khi mà bà Loan gặp Vân thì bà ấy nói rằng là bà ấy vừa gặp nhưng mà đã có cảm giác quý mến. Và còn một chi tiết nữa, đó chính là việc Thư cùng với mẹ ruột của mình, cô ấy luôn luôn có cảm giác mình không phải là con gái ruột của mẹ. Thế thì đến đây không biết là quý vị và các bạn có một suy nghĩ nào đó lóe lên trong đầu hay không? Với cá nhân của anh Sa thì thực sự là anh Sa cảm thấy rất nghi ngờ về mối quan hệ, về xuất thân của Vân. Liệu rằng cô có phải là con gái ruột của mẹ cô hay không? Và có lẽ là đến đây thì anh Sa sẽ để phần dự đoán cho tất cả quý vị và các bạn. Mọi người có những suy nghĩ như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa cũng như là những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và có lẽ là câu chuyện này ở phía sau nó, trong quá khứ còn rất nhiều bí mật chưa được tiết lộ. Anh Sa nghĩ là như vậy. Để biết được câu trả lời như thế nào thì có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến có tên gọi là Dâu Trưởng. Phải nói là lâu lắm rồi thì tác giả Phạm Hoàng Yến mới quay trở lại với những khán thính giả yêu truyện. Và đây là một ngòi bút cũng vô cùng xuất sắc. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bộ truyện này. Còn bây giờ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.